Hello mọi người nha. Hôm nay mình với anh mình sẽ đi thả chim săn nha mọi người. Úi lộn, không phải chim săn. Này là chim vương dòng lửng nha mọi người. Ok mọi người, theo chân mình với anh mình ra ruộng thả là yên các bạn. Ok, đi ra ngoài rồi đó. Đi ra ngoài đây. Ok mọi người ơi, thì mình với anh mình đã ra giữa ruộng nha. Ok, mình đang chuẩn bị thả cho chim bay nè mọi người, coi nè đó, để chim là bay ổ quá quá đã anh em ơi. Đó, nó đang lượn dài vòng đó mọi người. Ok mọi người coi đi đó, mọi người thấy lượn không, nó đằng xa đó mọi người chưa thấy là đó thấy không đó, con chim ưng nha, con này chim ưng dòng lượn nha mọi người chứ không phải chim săn. Đâu rồi ta, kìa đây nó mọi người, sáng quá không thấy mọi người thông cảm nha, để mình chỉnh tối lại xíu, để mình chỉnh tối lại xíu nha mọi người. Đó, đó mọi người thấy không, nó tuốt luôn đằng xe đằng kia đó, quá đẹp luôn, cách 10 mét nha mọi người, này là hơn 10 mét nha, khoảng 20 mét quá, bay tuốt luôn đằng kia luôn. Ok à, nè nó bay lại nè mọi người. Ở đâu vậy? Tiếp vậy? Anh mình đang kêu đó nha, nó dục mồi lên nè. À. Đó, mọi người thấy chụp không? Nó quá đỉnh luôn. Anh mình dục mà thịt lên cái nó chụp mọi người. Không cho nó lượn đi. Hey, Alabama Maradona chap mọi bắt. Mình là Alabama chap. Ta cùng kêu vũ như đường mambo. Theo cái túi kéo tưởng anh giang hồ, nhưng sự thật anh đang muốn nhảy như đường tango. Khoan. Nó đang lượn nha mọi người. Ý, thôi hết hồn ba. Bay kế mình luôn mọi người. Nó lượn vòng vòng nè. Đó, quá đã luôn. Quá đã luôn. Đó. Chim đảo mà mọi người. Chim này của anh mình nha. À, kênh của mình, có kênh của anh mình tên là Lâm Thanh Long nha. Ok. Nó đang lượn vòng vòng đấy đó mọi người. Nó anh mình mới dục cục mồi lên chụp đó. Mọi người thấy không? Đó. Ê, nó bay đâu vậy? Đó, bay vô kia luôn mọi người. Giờ nó bay vô kia rồi. Nó bay vô trong cái giường đó mọi người. Để anh mình đang kêu nó ra. Coi nó ra không. Anh mình đang kêu nó ra nha mọi người. Đã chăm nó rồi. Đuối rồi. Đuối à. Ok. Play. Đang kêu nó nghe. Mọi người ơi, con chim của anh mình một hai tháng nay không thả cho nó lượn nên nó bay nhiều quá, đuối mọi người. Đuối nên nó đậu vô trong kia luôn rồi. Mọi người theo chân mình với anh mình đi qua đó kêu nó nha. Ok. Nhớ nhà hay giờ về nhà không rồi. Rồi nó về nhà. Video có rung lắc mong mọi người thông cảm nha. Thì mình quay bằng tay với bằng điện thoại thường thôi. Đi qua kiếm nha. Lấy. Xong đâu rồi. Ủa đâu mới đây nè. Thấy đâu rồi. Đây. Nó đây mọi người. Lấy. Nằm từ bên kia bay qua lại nằm đây. Đây, đây. Bay qua bên này.
Con chim này được nuôi từ nhỏ nha mọi người. Tại anh mình để 1-2 tháng á, với nó thấy mình thì nó không dám qua tay mọi người. Thấy có gì lúc sau mình sẽ quay cận cảnh qua tay từ xa luôn nha mọi người. Mọi người thông cảm nha. 2 tháng này nó chưa bao nhiêu mọi người. Rồi chim bữa nay nó bị lị. Thì mọi người chim nó hôm qua này thì mình với anh mình đi qua bên đó bắt nó qua luôn nha mọi người. Sẽ qua bắt nó. Ok, lên tay không rồi. Cái này kêu nó không qua. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Video của mình đến đây đã kết thúc. Mọi người cho mình một like, một đăng ký miễn phí nha mọi người. Ok.